bây giờ gói gọn cái hành trình mà từ lúc mà mang thai cho đến cái hành trình mà đi đẻ rất là nhiều khó khăn của chị trong vòng 3 từ thôi, thì chị sẽ gói gọn nó như thế nào? Bây giờ bây giờ là mình chia ra 3 giai đoạn. Rồi. Đầu tiên là thú vị nè. Mệt nè. Sảng khoái. Sảng khoái. Vậy thì cái quá trình sanh nở là anh xã là cái người đồng hành suốt với chị trong khoảng thời gian chị đi sanh và cả một tháng sau đó luôn. Đúng. Thì như chị nói là anh xã chị là ở Đồng Tháp, còn chị là ở Sài Gòn. Vậy khi mà anh phải gác hết toàn bộ công việc ở Đồng Tháp để lên mà chăm mình á, thì cái kinh tế gia đình mình lúc đó như thế nào? Là con chị nó bắt buộc nó phải bú sữa ngoài. Ủa tại ngày sao vậy chị? Tại vì sao khi mà sinh xong là chị bị lên huyết áp. Em hiểu được cái cảm giác mình vừa gặp con, bế con để ngay mặt mình cái vậy nè. Mình nhìn lên mình thấy nó một cái, em mới bắt đầu hơn cái tâm lý của mình nó khóc nức lên á. Dạ. Mình mừng mình mà mình cứ nhìn là mình cứ nhướng nhướng lên nó hoài. Sao lại bị tăng huyết áp? Tăng huyết áp. Dạ. Khi mà đưa về cái phòng hồi sức á, dạ, là nằm đó thì bà chị mới vô cho em bé ti đầu tiên. Thì ti mà đâu có sữa đâu, mà ti thì ngậm chơi vậy thôi. Thì lấy em bé ra, cái bắt đầu mấy cô tới kiểm tra sức khỏe mẹ với bé. Bé thì ok bình thường, nhưng mà mẹ huyết áp qua khỏi 15 rồi. Sợ là bị sản giật. Dạ dạ. Mà khổ nổi là mình cứ phải mình lắng nghe, mình nghe xong rồi mình rung. Rồi, bà còn nhấn thêm chữ rồi nữa. Rồi, cách ly mẹ với bé nha. Trời ơi em ơi. Một trời sụp đổ luôn chị. Trời ơi, mình mới đẻ con ra, mình mới dòm nó được có một miếng à. Chưa kịp ôm nó, chưa kịp gì hết. Tay chân sù lơ lấy là chưa kịp hoàn hồn lại đó. Sau khi đẻ thôi là nghe cái tin cách là ly. Cách ly. Em ơi, bắt đầu huyết áp thì nó lên nữa. Dạ. Chị nằm trong phòng cách ly là một ngày trời, mà chị cảm giác một ngày nó trôi qua rất là lâu, rất là dài, mà cái không khí ở trong đó nó mệt mỏi. Dạ. Mà huyết áp nó làm mình không ngủ được. Cái phòng hồi sức nó cực kỳ lạnh, ai cũng nấp mền, và những người nằm trong đó là những người đang hôn mê hoặc là mới mổ xong, không ai tỉnh táo như chị hết trơn á. Bà quá tỉnh, bà quá khổ. Không, mà thà hôn mê không biết gì á chứ. Mà tỉnh mà mình suy nghĩ con mình giờ nó làm sao, rồi mình đủ thứ hết. Nhưng mà đúng nghị lực nha em. Mấy cô y tá, bà tới bà nói ráng đi, khỏe đi rồi về với con. Tự nhiên nó làm cho mình giống như mình thúc đẩy mình. Mình nằm mà mồ hôi mình nó vật vã ra. Cái người mình nó nhức từ đây, nhức từ đầu xuống cổ, xuống tay, xuống chân hết. Tới khoảng 4-5 giờ chiều, 5-6 giờ chiều vậy đó, là chị mới nói chứ chị y tá ơi, đỡ tôi dậy đi để tôi chải cái đầu lại chứ tôi mệt quá. Nằm cái đó mình thấy mình bị tù túng, mình bị mụ á. Ngồi vậy mà em biết cái cảm giác sáng em mới mổ mà chiều em ngồi vậy á, còn nó đau. Đau thốn luôn á, mà mập nó còn khó khăn hơn. Y tá đâu có đỡ nổi. Dạ. Cho cái sợi dây tự đu. Trời, đu như đi leo núi vậy em. Cột ở dưới chân giường á. Dạ. Bật dây đu mà trời, cuộc đời chị mới lần đầu tiên chị mới thấy chị nặng khủng khiếp vậy luôn á. Là chị hết sức bình sinh đó, mình gồng nó, mình đưa mình lên. Khi mà lên được rồi xuống cũng không được. Ngồi chải đầu mà nhìn nè. Thì giờ tay cao nó đau. Thương chị quá à. Mà phải mượn cái lược cho bằng được. Một cái nết chị rất là làm phiền người ta. Cái ba ngồi ba chải đầu xong ba cột tóc. Mà cột đâu có đưa tay lên được. Chị cột giùm em luôn, rất là làm phiền người ta. Xong đã cái ba nói thôi nằm xuống đi chị, tao lấy huyết áp nó lên. Thôi nằm nhức đầu nằm quá. Nằm ngoài mình mời, cảm thấy bị trì trệ. Nhức nữa, nhức người. Đang ngồi chứ. Trời em ơi, đối diện bên kia có nguyên một cái bà bị một cái chị phụ nữ hầu như là bị giật. Từ trên giường mà chỉ bay xuống một cái đùng. Trời ơi. Y tá bác sĩ chạy tới ôm kéo tới. Người thì đỡ lên, người thì cột tay cột chân lấy tấm ra cột người lại. Cái chị mới nói chị ơi cái gì ghê quá vậy, chị ghê vậy. Bị sản giật đó chị. Ủa là giống em á. Thôi cho em xuống, cho em xuống. Để em nội không chạy đầu cột tóc gì được hết trơn. Bà cột tóc xuống rồi, bà ngồi bà ngắm người ta. Dạ. Bà thả xuống, bà nằm xuống xong nó thôi ráng đi về với con. Trời ơi, một đêm hải hùng với chị. Dạ. Vậy nếu như bây giờ gói gọn cái hành trình mà từ lúc mà mang thai cho đến cái hành trình mà đi đẻ rất là nhiều khó khăn của chị trong vòng 3 từ thôi, thì chị sẽ gói gọn nó như thế nào? Bây giờ là mình chia ra 3 giai đoạn. Rồi. Đầu tiên là thú vị nè. Mệt nè. Sảng khoái. Vậy thì cái quá trình sanh nở là anh xã là cái người đồng hành suốt với chị trong khoảng thời gian chị đi sanh và cả một tháng sau đó luôn. Đúng. Thì như chị nói là anh xã chị là ở Đồng Tháp, còn chị là ở Sài Gòn. Vậy khi mà anh phải gác hết toàn bộ công việc ở Đồng Tháp để lên mà chăm mình á, thì cái kinh tế gia đình mình lúc đó như thế nào? Mà đây lại là một cái ngoài kế hoạch nữa, thì nó có ảnh hưởng gì đến kinh tế của mình không?
ngoài kế hoạch là cái lúc mình thụ phấn thôi. Nhưng mà sau khi mình thụ phấn mình biết rồi á thì mình có 9 tháng là mình chuẩn bị mà. Với lại làm gì làm tụi chị cũng gói gọn trong cái khoản mà tụi mình làm ra được để bảo toàn được cái kinh tế. Nếu như chẳng may 1 năm, 2 năm mình không đi làm được thì mình vẫn có thể mình sống ổn. Dạ. Vậy trong khoảng thời gian đó kinh tế của chị bình thường ổn, không có bất kỳ một cái khó khăn gì về kinh tế đúng không chị? Khéo ăn no khéo còn ấm. Vậy thì đến lúc mà khi mà em bé chào đời á, chị có một cái kỷ niệm gì mà chị đáng nhớ nhất trong cái lần đầu tiên chị làm mẹ không? Lúc này đã thực thụ làm mẹ rồi nè, chứ không còn là trong bụng nữa. Có một cái kỷ niệm nào đó thực sự đáng nhớ không? Con chị nó nói chung là nó cũng ngon lành lắm. Dạ. Nó ít có bệnh vặt nên căn bản mà kỷ niệm đó là chỉ có cái giai đoạn mà chị vừa sinh nó ra thôi. Cái kỷ niệm mà lần đầu tiên gặp mẹ là phải cách ly mẹ đi bụi hết một ngày trời đó. Dạ. Đó là cái kỷ niệm mà là chị ấn tượng nhất. Ấn tượng nhất cái đó. Còn đúng trong rồi. Cái quá trình mà nuôi con thì cũng như bao người mẹ khác đúng cũng rồi. Có những cái khó khăn riêng. Rồi cũng, nhưng mà con chị là có trộm ví em bé có khóc dạ đề không? Hay là ngoan ngoãn vô trời vô dứt? Ngay cả cái đêm đầu tiên mà chị gặp ở trong bệnh viện cũng vậy đó, là khi mà mình được về khoa rồi mình nằm chung với bé rồi, là em tin hôm 6 giờ chiều con bé ngủ suốt tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Chỉ là cách 1 tiếng là cho bú rồi thay bỉm cho nó thôi. Còn ngoài ra là thời gian không cần phải làm gì hết, ngủ một lèo luôn từ 6 sáng tới 6 tối, 6 giờ chiều tới 6 sáng luôn. Dạ, vậy là trộm ví là cũng giỏi khỏe lắm. Nhưng mà hồi nãy là ở trong hậu trường là em có nghe chị nói chuyện với anh xã ngọt lắm. Có nghĩa là em không nghe được cái nội dung là cái gì, nhưng mà em cảm thấy là trời chị Tuyền nói chuyện với ai mà sao mà cái giọng khác hẳn Tuyền mặt bình thường luôn. Sau đó em hỏi chị mới biết là chị nói chuyện với anh xã của chị đúng không? Nghĩa là em cảm thấy là ông xã chị cũng rất là chiều chị. Thì trong quá trình nuôi con, ông xã đã giúp đỡ chị nhiều như thế nào? Kể thêm về ảnh đi. Tại vì em cũng có nghe nhiều người đồn là ảnh giúp chị nhiều lắm. Nghĩa là ảnh là cái người đồng hành ở bên cạnh chị rất là nhiều. Đúng, chính xác. Và được chồng rất là cưng chiều nữa. Không riêng chị đâu mà tất cả mọi người phụ nữ ở đây ai cũng được chồng mình giúp rất là nhiều. Đầu tiên là giúp mình thụ phấn để có con nha. Chứ không ai tự nhiên có con đi. Thì nó có quá trình chăm em bé thì ảnh giúp chị đỡ mình cụ thể như thế nào? Thì giỏi giang tới đâu? Mọi người biết cái điều kiện của Tuyền với chồng Tuyền không có chung. Nhưng mà mình cũng phải ráng nhín chút thời gian, mà ngay cả những cái lúc mà con bệnh con đau hoặc là đi tiêm ngừa cho con trong cái giai đoạn con còn nhỏ, em có lỉnh kỉnh đủ thứ đồ hết thì mình sẽ lên một cái lịch. Nên là có lịch hẹn chích nè, thì mình sẽ anh ơi một hai bữa nên lên nha. Còn một tháng đầu tiên á là ảnh luôn bên cạnh chị. Cái lúc mà mình đau lưng nhất, lúc mà mình mệt á, mình chỉ cần hút sữa thôi, hút sữa ra rồi đưa vô bình cho ảnh cho con bú. Còn sữa mà còn dư á thì mình cho tủ lạnh mình lấy sữa đông. Đúng rồi, mình chữa đông đó. Nhưng mà chưa bao giờ chị dùng cái sữa chữa đông hết. Lúc nào cũng có sữa lùa vào trong ngực có có những đêm á chị nói anh ơi em đau lưng quá, anh chịu khó em nằm anh cầm luôn hai cái bình hút sữa giùm em được không? Nhưng mà mình nằm thì hút lại không ra em. Dạ. Ngộ không có hiểu luôn. Thì chị mới nói là thôi em ngồi giữa tường anh cầm giùm nha, cứ đêm là giờ nào mà chị thức chứ anh cầm giùm em đi, xong chị giao bình sữa cho mà chị đi ngủ. Dạ. Đó là một tháng đầu tiên hả. Sau một tháng đầu đó mình thấy ổng cũng còn muốn ở lại, nhưng mà mình nghĩ là mình níu ổng ở lại trong khi nhân lực nhà mình có chị của chị, bạn chị, là mẹ chị nữa, mà cứ bắt anh ở lại hoài thì trễ nải công việc của ảnh. Nói thôi anh đi về đi. Nói, em ở đây mà ổn. Rồi xong ổng đi về luôn. Khi nào mà có lịch chích con hay là nhớ con thì đi lên thăm con. Bây giờ em cứ nghĩ đi, mình cứ gọi điện FaceTime hàng ngày thì đâu có cái vấn đề gì đâu mà nhớ nhung nhiều như đó. Dạ. Thực sự là khi mà sau khi mà em nghe cái câu chuyện cái quá trình mang thai và đi sinh con của chị, em cảm thấy rất là nể chị. Bởi vì thứ nhất là chị rất là bản lĩnh, rất chủ động. Và trong bất kỳ một cái giai đoạn như thế nào thì em thấy chị cũng có giữ vững một cái tinh thần rất là lạc quan. Và em cũng hy vọng là chương trình này ngoài chị em phụ nữ mình ngồi nghe với nhau, ngồi tâm sự với nhau, thì các đứng mày râu cũng xem và thấu hiểu hơn cho chị em chúng tôi đã trải qua những cái hành trình nó gian khổ như thế nào. Chị có cái lời nào muốn gửi đến các mẹ bỉm không? Tuyền Mập không có gì ngoài những cái lời chúc sức khỏe nè, chúc cho những người mẹ đã làm mẹ, sắp làm mẹ và cũng như là làm mẹ của nhiều đứa trẻ thì hãy vững tin rằng là mình có nhiều con, cuộc sống của mình lúc nào cũng vui vẻ hết. Đừng nghĩ chăm con là một cái việc mệt mỏi, và cũng đừng nghĩ là lúc luôn luôn là mình phải có người bên cạnh, và cũng đừng bao giờ ôm đồm hết mọi việc. Để làm gì? Để mình có một cái năng lượng tích cực, và cũng như là để cho người khác có trách nhiệm với mình. Cuộc sống á, có nhiều người á ôm đồm chị nha, và
để cho cái đối phương của mình á nằm ở trong cái thế không có chủ động, họ không họ bên cạnh mình nhiều, thành một cái thói quen. Nhưng mà có nhiều người họ lại nghĩ là phải, có nhiều người cũng suy nghĩ với em và họ ràng buộc là phải ở bên cạnh tới khi nào con lớn. Đàn ông không thích như vậy đó, nói chung là lạc mềm thì buộc chặt thôi. Cũng đừng có buông lơi quá mà cũng đừng có siết chặt quá. Nếu là quý vị khán giả thấy người phụ nữ cho dù có bản lĩnh như thế nào thì ẩn sâu trong đó chúng tôi vẫn có một cái sự yếu đuối của riêng mình. Bởi vì phụ nữ muôn đời vẫn sẽ là người phụ nữ thôi. Đúng. Vẫn lúc nào cũng sẽ cần một người đàn ông ở bên cạnh, cho dù bề ngoài của bạn có mạnh mẽ hoặc là bề ngoài có như là một con mèo con thì cũng như vậy. Và đặc biệt nữa là trong cái quá trình sinh nở và có em bé là cái tâm lý rất là dễ tổn thương và nhạy cảm. Em xin cảm ơn chị Tiền Mộc ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình Nhật ký của mẹ Mommy Diary. Và Hạ hy vọng là với những chia sẻ rất là moi hết tâm can ruột rà của mình ra chia sẻ nãy giờ thì chị em phụ nữ chúng ta cũng nhìn thấy đâu đó câu chuyện của mình ở trong những cái lời tâm sự của chị Tuyền. Và thay mặt chương trình, em cũng có một cái món quà rất là xinh xắn của chương trình cũng như là Điền Vương Network muốn gửi đến chị Tuyền Mập. Ôi, Tuyền Mập cảm ơn, cảm ơn Nhật Hạ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả nãy giờ đã ngồi nghe Tuyền Mập giải bày. Mong rằng đây là một cái sự chia sẻ cũng như là để mọi người nhìn vào đó để rút ra được kinh nghiệm cho mình, rồi cũng có thể góp ý thêm để chúng ta càng ngày càng phát triển càng tốt hơn, cũng như là có một cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn. Dạ, em cảm ơn chị Tuyền. Và chương trình ngày hôm nay cũng xin phép đến đây là hết. Hãy hy vọng chương trình sẽ là một nơi để tất cả các mẹ bỉm của chúng ta có thể giao lưu với nhau, cũng như là có thể thoải mái comment, chia sẻ những cái câu chuyện của riêng mình và những cái hành trình, những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị ở tập tiếp theo của Mommy Diary ở trên fanpage Thế Giới Bỉm Sữa, Nhật Hạ và chị Tuyền Mập. Xin chào và hẹn gặp lại.